Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tết rồi, vô đâu giờ? Rồi bây giờ bắt đầu xuất phát rồi ha. Đâu có đến nhà ai đâu? Đường này bắt đầu đi đâu? Này đi vòng lên trên bờ đê Lòng Hồ chị An. À đi quanh khu vực chị An. Ở nơi đây cách thành phố là 50 km. Giới thiệu với tất cả quý vị khán giả, hôm nay là mùng 2 Tết, đi tham quan nhà máy thủy điện Trị An. Đây là đi trải nghiệm thực tế nha quý vị khán giả. Thì được biết là ở thủy điện Trị An nằm ở khu vực Đồng Nai, cụ thể là nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai. Đoạn này chảy qua huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 65 km về phía đông bắc. Nhà máy được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984. Phát điện tổ máy 1 vào ngày 30 tháng 4 năm 1988 và khánh thành năm 1991. Được biết là nhà máy thủy điện Trị An có 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế là 400 MW. Sản lượng điện trung bình hàng năm là 1 tỷ kWh. Hồ Trị An là hồ chứa nhiều điều tiết hàng năm, mục đích là để phát điện với là cái số lượng điện rất là lớn. Ở đây với mực nước dâng lên bình thường trung bình là 62 m, mực nước chết là 50 m, mực nước gia cường là 63,9 m. Lưu lượng chảy ở đây công suất định mức là 880 mét khối trên một giây, tương đương với là 220 mét khối trên một giây cho mỗi tổ máy. Cột nước tính là 53 m. Nhà máy thủy điện được xây dựng tổng công suất là 4 tổ nhân với là 100 MW bằng là 400 MW. Sản lượng điện tính hàng năm là 1,76 tỷ kWh. Tuyến áp lực chính gồm đập ngăn sông và đập tràn. Đập ngăn sông được đắp bằng đất đá hỗn hợp dài 420 m, cao 40 m, đỉnh đập rộng là 10 m. Đập tràn xả lũ dài là 150 m, có khoảng 8 tràn. Mỗi khoang rộng 15 m với 8 cửa van cung được đóng mở bằng cẩu chân dê 2 x 125 tấn. Đập chính và các đập phụ tạo nên hồ chứa rộng là 323 km² với dung tích tổng cộng là 2,76 tỷ m³, dung tích hữu ích là 2,54 tỷ m³, dung tích chết là 0,218.109 m³. Công trình thủy điện Thị An còn có ý nghĩa kinh tế tổng hợp với mục đích chính là hòa lưới điện quốc gia cùng với các nhà máy cung cấp điện cho toàn quốc. Ngoài ra là thủy điện đa mục tiêu, công trình đảm bảo nước sinh hoạt, công nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ. Xin giới thiệu sơ sơ với quý vị khán giả về những cái thông tin về thủy điện ở Trị An, Đồng Nai quý vị khán giả. Thì hôm nay Phương Văn sẽ tiếp tục hành trình trải nghiệm ở những cái khu vực xung quanh khu thủy điện Trị An để đi tham quan. Thì qua đây vừa đi tham quan vừa quay lại những cái cảnh quay để cho quý vị khán giả nào chưa có từng đến đây thì cũng xem qua video hình dung được một ngày nào đó thì chúng ta có cơ hội để đi tham quan cái đập thủy điện Trị An, là một trong những cái hồ rất là lớn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đi cách đó là khoảng 65 km. Nếu ai có cơ hội thì chúng ta đi tham quan trải nghiệm cái khu vực này để biết thêm. Rồi bây giờ thì mời tất cả quý vị khán giả cùng theo chân Phương Văn đi hết cuộc hành trình. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Đi qua đó tới 10
12 cây từ nhà mình đi 15 mới khuất rồi. Nó cũng giống giống như cái này nhưng mà nó là tu biên của thủy điện. Rồi đóng cửa lại đi đó các con ơi, đóng cửa lại. Đóng cửa lại, đóng đầu vô. Đóng cửa lại, thằng Bin tên đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Đóng hết cửa lại. Ở giữa đâu cửa đâu ba? Ở giữa con ở giữa phải không? Con ở giữa à, không có rồi con khỏi đóng. Trời ơi, người ta ở giữa đây mà. Xanh đỏ đi. Cái lô vô miếng gì biết nè. Em có nhà ở sau lưng cái nhà đất thể thao đó. Vậy hả? Không nói. Sao mà đất với nhà rồi rải rác khắp nơi trời. Thì kể giờ mình mua mình ở mình ở hết rồi. Trời ơi, vậy từ trong nhà ra đây phố sát bên. Phố sát bên mình đi đường vòng thôi chứ còn nó xẹt cái thế hả? Ồ. Từ nhà ra đây cây số. Đường Phan Chu Trinh. Trời ơi, trung tâm hành chính rồi. Vậy là sắp xe chạy ra đây rồi. À, thị trấn Vĩnh An. Vĩnh An. Cũng ở Đồng Nai. Đây là trung tâm hành chính của nó nè. Đẹp quá. À, muốn làm giấy tờ rồi kia là vô đây. Rồi vậy từ đó ra đây khác bên. Trời ơi, đi với đại gia mọi người. Đại gia có nhà rải đất khắp nơi. Ở thành phố Hồ Chí Minh xuống đây là 50 km mà một cái giường là cái giường là 4-5 ngàn mét vuông. Mừng đảng, vui đảng. Cái này cha con nó nghĩ hết rồi chứ một lần ở đây là nó đấy, phải nó đi công chứng đồ đá lả đất đai rồi đổ ngạt đường hết. Không phải. Mừng đảng ly hôn ly dị rồi. À, đây trung tâm hành chính. Chị nhét đây được không nè? Hay là để đó chuyển lật á, dặn lật á. Ở đây còn có nhà trẻ nữa. Cho đây là khu 8 của em, nó nói dài tới đây luôn nè. Đây là khu 8 nè. Cho tin vào nhà trẻ đi. Nè cái xe này đăng ký đây nè. Khu 8 thì trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai nè. Học lại lớp. Rồi nãy giờ mình đi vòng vòng chưa đầy 7-8 phút mà. Bé. Trở về thời thơ ấu à? Thật là ấu. Ấu chục. Bơi ba. Con có ba hình xăm con. Trời ơi, ở đâu mà ông vẽ dữ vậy hả? Vẽ hình xăm. Vẽ hình xăm. Ủa rồi, tim vô đây hả? Trời ơi, tên người yêu trong này hả? Tim. Chục cá. Không có hả? Nó vẽ cái gì tên vậy? Tên người yêu tên gì? Vẽ tên người yêu tên gì vẽ vô đây coi. Con không hợp nhớ tên này, vẽ cái mặt vô đây nè. Tên sữa. Sữa chua. Tên sữa. Chua sữa. Rồi, người yêu con sữa. Bú viết hết sữa luôn. Vẽ ra mặt nhiều. Vậy Thành nó thích tin mà tin không. Ở chơi với con Thanh mà em đi đi làm vậy thì cũng... Chắc bôi dữ ba. Chắc trung tâm hành chính bây giờ chắc ở khu này cũng đất đai rồi. Nó cho em ngày xưa nói chung là sức lực cái này kia đâu có ở đây mà có sức mà giống như có gia đình nữa kia chiếm đất ở tới giờ được. Nó cũng phải một số hecta vậy hả? Ở khu này trước 15 đây phút có tiền mất tiền nha. Trước đi lên Lộc Ninh cũng vậy, cũng mấy hecta đó em đâu có làm được, em bỏ con mình đâu có làm được, làm nổi. Bây giờ kiếm này chừng 2.000 mét thôi, 2.000 mét làm nhà với vườn. Tỷ hơn tỷ bạc ở khúc trong thôi chứ còn ngoài đây, đây nè, hôm bữa ông Bình là tính mua rồi, bữa nay ở đây nó lên 350 triệu một mét. Trời ơi, ghê vậy đó hả? Mặt tiền này 350 triệu một mét. 350 triệu mét ngay chỗ giữa sắt này. Rồi. Thôi để chế nửa về kiếm tàu chừng khoảng 2.000 mét vuông đất đâu lân cận em á. Wow, ở trên cái núi 2.000 là ở trong chỗ em bây giờ là hết rồi, không có đất lớn vậy nè. Lần đầu tiên con lên núi luôn á.
đằng kia là núi kìa. Ở chỗ đó giờ chỉ có một mình đất em là lớn nhất. 5.000 mét vuông à. Hơn 5.000. Như vậy không, xung quanh đó vườn vườn đó, ví dụ như vườn đó kiếm có hết rồi, có lô hết rồi, vườn ngang nó khoảng là chừng cỡ mười mấy hai chục mét thôi. Đẹp quá. Đó là thủy điện á. Ờ, đó. Rồi, để một lần nó xả lũ đây là nó tràn đầy hết đây nè. Đây là thủy điện. Nó đập tràn mà. Đập tràn. Chỗ này đẹp quá. Vàng nguyên hạn hán rồi. Cá là cá. Lần đầu tiên con. Ủa bên đây giờ nó khô rồi đó hả? Khô, mùa khô nè. Mùa nước là nó xả là chế thấy là ở đây là nó trắng hết trơn. Vậy hả? Đẹp lắm. Đẹp quá. Bao nhiêu coi như là nhà văn nhà thơ này kia bu vậy đó. Không ăn. Rồi ơi, ở đây là những cái đặc sản không? Nào là hu nè, nai. Đây là dân rừng hung. Hu nai bò. Ở chỗ này là đất hả? Heo, nhím. À nhím nè. Ờ nhím. Tê tê là con trúc á. Trồn hương. À đây vô thủy điện là ba cây nữa nè nghe. Cục Việt Nam là bên kia, bên đây là đẻ, đây là mã đà nè. Đẻ phải là mã đà, đẻ trái là về thủy điện, mình về thủy điện. Đâu con thấy con tê tê nó. Đây là nó kêu là ngã ba lâm sản. Đâu? Ngã ba lâm sản. Ngã ba lâm sản. À lâm sản. Đâu? Con thấy vây ba nhìn con xăm hình nè ba. Trời ơi, xăm người yêu ra tao à. Trời ơi thôi mà Hoài Kỳ không ra đó. Tim xăm hồi á, vẽ rồi đó, Hoài Kỳ không ra luôn đó. Ở chỗ này mà còn có biệt thự nữa. Trời ơi, đất này nó mênh mông rồi. Tính là tính theo xào không à. Đúng rồi. Đây chứ, em nó trò tao học lấy. Đó, đập thủy điện. Chỗ này cháy hả? Bị cháy rừng. Trời ơi, tao đốt ghê kìa. Đốt hồi nào đâu, nó bị cháy á. Tiếng chim kìa ba. Đó, ở đây là tiếng ra ngoài. Về ngoài đập đúng không? À đó, cái bề cái bờ đập nữa. Đó. Đập thủy điện. Nói cái đập mày nó bể là dân Biên Hòa chết hết phải không? Vừa tới dân Biên Hòa là dân đây chết trước. Quá trời cao, cái đập cao quá vậy đó hả? Ôi, bữa nay mới chứng kiến được cái đập thủy điện Trị An. Ở chỗ này mà dừng lại một cái hả? À, cái bờ này là nước nữa, nó tràn đó đúng không? Một bên thì bờ... Vậy muốn đứng xuống chơi chút xíu. Thủy điện. Okay. Một bên là thủy điện, một bên là con muốn qua đây thử coi là nè. Thung lũng rồi, ở đây thung lũng sao không có cái chắn gạo chỗ cua đi. Anh đi qua thung lũng và bóng em ghi bàn chân đời khiến anh chẳng còn nhiều linh lưu anh làm lòng hát rồi con trai chứ hả. Anh đi qua thung lũng trời ở đây chóng mặt thật á, tại vì ở trên này là cao, còn chứ kia vực thẳm thấy sợ thì cậu ơi cho con coi quê hương tôi đó có cái làng thò ra. Con sợ rớt xuống cũng lắm. Không có sao đâu, chút nữa cô em giống như là bằng chân xuống đó ở trên vách đá. Con bà lô nhảy dù bây giờ. Ừ cái này họ đi tới đâu nữa bà, thấy cao cao cái này đi tới đâu nữa đi qua bên qua bên này đi qua bên sông Bé Bình Phước luôn nè, đi qua đồi Mỹ qua bên ông nói nó Phước Long nữa, Sóc Bom Bo đó. Rồi, vậy hả? Con xuống con coi. Rồi từ từ. Tí đi con. Xuống đây. Tới cái đập con kia kìa. Cái này đó đừng. Thôi mấy đứa này đừng có lao chao lúc chốc. Kệ nó, có bức tường này dễ gì nó qua được. Không, bức tường ở đây, bên kia bức tường. Không. Ba ba sao thằng ba giống cái ruộng bậc thang quá vậy ba? Rồi xuống đi, xuống bùi đi qua bên trong. Đi vô bên trong đúng rồi, qua bên chỗ Ken á. Bỏ xong bỏ hai. Hai. Đây bà sao kia giống ruộng bậc thang có gì bà. Rồi đi xuống, bước xuống xe. Ê ruộng bậc thang kìa. Kìa. Đâu? Ồ. Đâu? Quay cái hồ đây. Trời cái hồ đây là cái hồ thủy điện Trị An. Đó, quay cho mọi người coi. Đây là cái hồ thủy điện Thủy An. Trị An cung cấp nước cho toàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trời. Ken ơi,
Đây, đây là dân Mỹ Lai không? Đây đi qua thung lũng coi. Trời ơi, chóng mặt quá, đi tới đây chóng mặt quá. Ủa, cái là ruộng bậc thang kìa. Ờ. À, cái này nó lài xuống mà. Đó, ở đây là ở trên, ở đây là thủy điện Trị An. Ở đây là có, nó có lài xuống, tính đâu là cái thung lũng. Đi ra đi kia ơi, sợ quá à, tí á. Ở đây không sao, ở đây không sao. Đẹp quá. Cái này nó, bụi nó bay. Wow, ở chỗ này nè. Ồ. Kìa. Đó bên kia. Wow. Bữa nay quay cho khán giả mọi người xem. Ở đây là... Hồi nãy con mới thấy ruộng bậc thang đằng kia luôn kìa cô Tư. Ở đây có xe đâu mà. Ôi bạn ơi. Trời ơi, ở đây tính hồi nãy là thấy tính đâu thung lũng, ai ngờ nó chài chài đâu có sao đâu. Ờ. Đây đâu có trời sao. Trời ơi. Tính đâu hồi lúc mà chạy xe thì thấy nó cao quá, nhìn xuống thung lũng, còn ở đây thì nó chạy chạy xuống mà đi bộ thoải mái. Trời ơi. Bên kia có nhà máy điện của nó đó kìa. À bên kia cha con làm bên đó xanh đỏ tím vàng của nó ta. Xe. Rồi thôi thôi cho không đó con. Rồi thôi đi lên. Nhóc. Hey, kia nè. Đi ra không vô đó. Rồi đi rồi, đi rồi. Lên kia. Rồi, vô xe. Rồi, tin pin ken. Rồi tiếp tục quay tiếp. Chiều buổi trưa đi tiệc về rồi chắc là xỉn rồi. Buổi chiều á. Ở đây tắm là đất gầu luôn rồi, không có cặn, không có gì hết trơn á. Đi ba chở con đi. Chiều nay mùng 1 mà đi tắm gì? Chiều ra sao đi được? Tắm xong. Cái này nó làm 4 năm rồi chứ. Từ năm 82 đến năm 86. 4 năm là xong cái đập này hả? Tắm rồi. Xong rồi. Cái đập này quá trời lớn luôn. Hôm bữa tới giờ con không tắm xong đâu. Cái đập quá trời lớn. Con không tắm xong. Cái này nó đi vô lịch sử, học lịch sử nó có nè. Nên là lớp 4, lớp 5 gì nó có cái Thủy Điện Chi An. Thủy Điện Chi An nó quá lớn. Bây giờ mới thực tế nhìn là Thủy Điện Chi An. Hồi đó giờ nghe nói không? Nghe nói không có biết đâu. Bữa nay mới đi thực tế. Rồi chiều bữa nào đó nha. Chiều ngày mai mà có bữa nào mà có ngày mai là buổi chiều. Dạ, cái chiều ngày mai. Đó, cái đó là cái bốn cái cửa đó là cái tu bin đó. Tu bin nó lúc nào nó cũng quay để nó phát điện á. Đó. Rồi đây quay cho mọi người xem là ở đây là Thủy Điện Trị An. Đó. Ở đây là cái nơi kỹ sư làm việc. Bên này mình đi từ từ thôi chứ ở đây là nó không cho mình dừng đậu xe ở đây. Vậy đó hả? Chiều mà. À, có buổi chiều nào chiều mai đi. Chiều mai là lâu má ơi, chiều đi ra đây tắm thì. Chiều mai là lâu lắm luôn. Thì ráng đợi chiều mai đi con. Bữa nào mà có cái chiều mai thì mình đi. À. Đó. Ở đây các kỹ sư làm việc ở đây. Cái đập rồi quá lớn. Đi chen mình cây xanh đỏ. Đập Thủy Điện Trị An quá lớn. Đó là từ đó là nó đổ xuống cái như này nè, nước xả xuống đây từ trên dưới đây là 60 mét. Cũng có thằng nào đậu xe cái đó vậy ta, mình đậu luôn không bố lão. Trời ơi, chụp hình kìa. Không, người ta cũng thấy đẹp quá, người ta xuống người ta chụp hình đuổi mình đi với làm gì đâu phải không. Rồi xong luôn mà nó không đuổi đâu, người ta cũng xuống đây người ta chụp hình thôi. Trời ơi, khu vực mát mẻ. Từ từ nghe, tụi con từ từ nghe. Không ùa xuống nha chưa. Mình nói con mới thấy ruộng bậc thang mà sao kia nó không thấy vậy ba. Từ từ không mở cửa nha, không được mở cửa nha. Chừng nào. Ủa nãy con bên có quay. Bữa nào bên đây con... Rồi con bên đó thì được mở, con bên đây tin không được mở. Để ba. Cô Tư ơi, nãy cô Tư có quay ngay ruộng bậc thang không? Có. Cái ruộng bậc thang con thấy mà sao kia không thấy ta. Từ từ nghe kênh này. Ruộng bậc thang. Đuổi hả? Đuổi đi con ơi, vô. Rồi, người ta không có cho đậu ngay cái chỗ cái trạm này. Bảo vệ đuổi nè. Lẹ lên con. Rút luôn. Rút luôn. Rồi thôi mình đi chậm chậm nha.
mình đi chậm chậm, mình ngắm thôi. Ông chen hết chỗ tôi rồi. Khi nó đậu lâu quá chi bảo vệ nó tới. Nó đuổi nó. Vợ chồng con cái xuống rồi làm đâu được mấy bô. Nó không cho đậu đây. À. Đẹp quá. Chỗ này. Đậu mày đi quốc gia của nó đâu cho đậu. Ôi đâu ra quốc gia. Quốc gia Thủy Điện Chi An rồi, quốc gia của người ta đó ông. Ờ, ở đây rồi, thung lũng. Chỉ kia là Hiếu Liên, chợ Hiếu Liên kia nè. Kêu quá. Đi ra đi vô đây liên tục. Ờ, ở đây rồi bây giờ quay lại có cái hồ này đó. Hết biết rồi. Bữa nay mới đi thực tế quay cho chị đậu đó, chị ở đâu đây? Lắm. Đậu đây xuống không vậy? Thôi đi. Ủa mà tại con thấy tại sao con không biết tại sao nãy ở bên kia có nắng mà nó không lấp lánh như thế này. Giờ nắng nó chiếu vô. Kỳ á. Nắng bên kia nãy nắng lấp lánh như ngọc giờ nắng ngược. Đây có hồ. Đúng là ánh nắng phân biệt đối xử quá. Hồ đúng quá rồi á. Ôi ơi, cái hồ này mà làm trong 4 năm mà phải nói hồ này mà đi nuôi biết. Cá là mình sẽ thấy ngay một con cá luôn. Là lúc hồi nãy là có cái bè đó hả? Không, cái bè là ở bên Mã Đà, là bên kia nữa. Ủa khu vực đó người ta làm gì mà có dù chớp chớp rồi ta buôn bán. Như người ta cắm trại á ba ơi. Buôn bán gì. Dạ. Đi vô thôi coi. Hồi trước là không có ai ở đây chứ á. Mẹ ở đây ơi, là khoảng là chừng 20 năm, hơn 20 năm mà em không có vô đây nè. Ở ngoài kia con thấy có một hòn đảo cực kỳ nhỏ không kìa. Đây là con cái đảo hồ. Cực kỳ nhỏ luôn á. Nhìn sao nó giống cái vỏ sò vậy? Trời ơi, đây gia đình người ta dừng lại người ta chụp hình. Trời ơi, còn thấy bông lúa nữa. Ở đây bông lúa đâu? Lúa đâu? Bông cỏ đâu? Cỏ. Cỏ Mỹ. Sao vậy? Cục quần người ta đứng chụp hình chứ có xâm phạm gì tới nhà máy mấy người đâu. Anh ta không cho. Đó, ta không đó. Cho thì mình phải tuân theo cái quy định. Ta có bản cấm đàng hoàng chứ đâu phải ta tự nhiên ta tới người ta đuổi đâu. À cái này buôn bán nước nuôi này kia là chứ. Ông à người ta đi tham quan, cho những người tham quan đi. Dành làm thắng cảnh. Ờ. Chứ không muốn ngồi uống nước chơi không? Không. Đi quay vòng trên ngồi đi... ngồi trên xe thôi chứ xuống không đang cháy da. Chứ sợ anh nắng lắm. Thôi, ở đây người ta buôn bán cái khu vực quanh hồ của Thủy Điện Trị An đó, người ta bỏ ghế rồi người ta che dù để đây để thôi mấy ông ngồi chơi đi rồi chút xíu tính sao chút về ăn dê nướng ở nha. Thôi chút về có ăn không có gì đâu. Còn cảm thấy không đói. Đứa nào không đói thì đứa đó không ăn thì tiếc. Do tí chiều đi tắm. Hồi trước cái đây là không có ai chứ chứ. Dạ. Do dịch bệnh cấm tập trước tổ. Nhưng mà lâu rồi. Hồi đó em đi làm ấy ở trong đây ở năm 9 mấy không có ai chứ. À bây giờ xung quanh ở đây là người ta bắt ghế để cho du khách người ta nghe ghé người ta ngồi chơi đang ngắm cái hồ. Hồ ngắm cảnh. Này dân thành phố xuống như cái này là đường này là vô Phương Chuột 10. Ở đó em có quen cái ông Hạnh ở trong đây mà giờ ông chết. Quen nhưng chết hả ba? Ở đây khu vực xa xa là người ta có cái bán nước. Đó, rồi tiếp tục. Ăn dầm lòng dê trong đây. Rồi ba đứa con chơi nhau đi. Giờ đi ngắm cảnh mà, mình đi mình ngắm cảnh mà. Đi ngắm cảnh mà, muốn chụp hình. Trời sao bên đây có hứng gì ta. Trời. Mọi lần năng Mỹ chụp không chịu chụp. Rồi nãy mày chụp vô con rồi, nãy mày chụp rồi. Này lại vô rừng á. Vô rừng rồi đó hả? À. Ừ, hồi mình quanh đầu về hả, đi đường khác. Chắc mình đâu có đường khác đâu. Giờ mình quanh ra hả? Dạ. Rồi thôi tới đây rồi, xung quanh về đi. Ở đây là vô rừng rồi. Vô rừng rồi. Xong vô rừng cắm trại. Cắm trại con rắn. Đó, bây giờ đi, mình đi bữa nay là mình biết là hồ Thủy Điện Trị An nè. Đó, mình đi đường xung quanh nè. Dạ, nhưng mà thích thôi chứ có dừng lại ngắm cái gì đây. Rồi thôi quay đầu xe chở về lại. Đi quanh hồ.
ở đây mấy đứa nhỏ nó không được xuống nên là chán xuống bây giờ nắng nôi lắm rồi. Bây giờ quay cháu về. Mẹ thì thấy nắng nôi, còn của con là con trai mà. Vậy rồi xuống cho tung tăng ha, xuống quay nước đi. Bữa ăn ở nhà xong bây giờ ông nào có tiền giơ tay lên tôi cho chú uống. Tôi không có đồng bạn nào chứ, không ai đi mang theo đồng bạn nào. Như vậy giờ sao đâu, xuống nước về xuống đây ai đang thiếu xuống đó giờ chắc là làm công ở đây bữa nay, nhưng mà không có tiền, không có mang tiền theo. Đâu ai mang tiền đâu, chỉ đi chơi thôi mà. Đi chơi cũng không mang tiền nữa. Không, ủa hồi nãy các bạn có mang không? Có ai mang không? Không có ai mang giơ tay. Mẹ giấu vào ly xì rồi. Bây giờ không ai mang hết trơn thì không giơ tay luôn đúng không? Bữa nay mùng 1 Tết nên mày đi uống nước thiếu người ta chắc tịch lắm mà nghe. Người ta cho ở lại rửa ly. Đó. Giờ Tin có tiền không Tin ơi? Không có tiền. Không, bây giờ có tiền ở đây thì giơ tay lên. Có tiền không? Bà xuống đây chơi. Ba có cục tiền nữa xíu mà ba không mang ra. Nhưng mà ba không có mang theo, ba đang để ở nhà. Rồi vậy là tiêu rồi. Tin có tiền nhiều lắm mà. Không? Không có lấy giờ rồi. Rồi vậy không có đứa nào có tiền không ai giơ tay chứ. Đi xuống dưới đi một chơi xuống dưới thôi mình về vòng lên. Thì cứ chở đi tham quan đi. Đồng tiền là sức mạnh. Ai có đồng tiền giơ tay lên đi uống nước mà không bao giờ. Bây giờ không ai giơ tay chứ. Ngon mỏi cộng thu. Mấy ông đòi mà coi như mấy ông có đồng bạc nữa mấy ông đòi. Uống hết ăn xong. Cái này xuống dốc này giống như Đà Lạt. Bây giờ muốn vui vậy sao? Là sao mới vui? Chở mấy ông đi như thế này mà mấy ông còn đòi gì mà không ai mang tiền chứ ta. Mấy ông coi có thiếu được thì mấy ông xuống uống thiếu. Thế thiếu ở đây đi rồi chiều chở ra chở về. Giờ này nó không biết đi đâu để nó câu rồi. Ủa, ông này ông làm gì gâu để kiếm gì? Nhạc sĩ đó. Bác Hồ. Nhạc sĩ mang cái đàn đó. Có cái đường đi xuống nữa hả? Có chứ. Trời, bữa nay view cái cảnh này thôi là quá đẹp, quá hữu tình luôn. Đi xuống cái dốc chóc mặt quá ha. Đi xuống chuối gì luôn. Nó có cái lối rẽ nè. Chứ em đi bộ lên cái dốc này mới ghê chứ. Bộ lên thở không nổi rồi. Lúc đầu ở trên xe mình nhìn xuống tính đâu là thung lũng, nhưng mà đi tới rồi nó có cái lại chài 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 xuống chứ nó đâu có phải đứng đâu. Đứng được đứng cái đó để nó chịu cái đập lại đó, cái chân đó đó. Nó đi lại ra quá chừng mà. Ở đây có người dân người ta sinh sống không? Trời ơi, dân đông luôn á. Vậy hả? Cơ quan nhà nước dân ấy này kia rồi tụi ấy nó về đây nhiều lắm. Đường này là vô trong tụi cán bộ lớn ở trong đây nè. Cái đường bên trái nè. Nhà thờ Hiếu Liêm. Ở nơi đây là khu vực nhà thờ Hiếu Liêm. Còn đường này là mình đi vô chợ nè. Chợ. Đây là nhà ông Tuấn ở gần nhà thờ. Ông Tuấn là dạy bên trường lái. Cái chơi ông cho nó vui. Đi tham quan cho biết. Chết đấy. Cho nên em không có nhà ở trong nhà lắm. Về nhà mấy tiếng đồng hồ là coi như em nghiên cứu là em chụp dép đi liền. Đó, giờ vô đây là dân không nữa chứ. Khu dân cư rồi. Đông nhà thở ở đông hen. Vĩnh Cửu, đây nó là xã Hiếu Liêm. Ở bên em nó là xã Vĩnh An, khu Vĩnh Cửu.
đặc biệt chỉ mà ở trên đây khoảng mấy chục năm. Đi đi về về vậy. Về thổ địa ở đây luôn hả? Ở trước ở trên này. Trồng tràm này chắc bán phải không, hay là trồng để bán. Còn bán chủ yếu là trồng dưới đất à. Chứ thôi không có người ở là nó vô nó ở nó chiếm vậy đó. Nhưng mà bây giờ chắc là khó rồi, bây giờ ai cũng có giấy tờ hết. Đúng rồi, giờ thì không chiếm được rồi, chứ cách đây khoảng cỡ 5-10 năm về trước á. Đó, cái ông ở đối diện với bên em á, ở đó ở nhờ kiếm về chiếm luôn. Vậy đó hả? Tại vì ở cái nhờ cái miếng đất là miếng đất nghe nói là của ông kia. Rồi ông kia sao cùng ông kia không có giấy tờ gì chứ. À. Rồi ông này thì ông ở được lâu năm. À. Ủa, xuống Bến Hòa luôn. Ồ. Đó. Nhưng mà giờ mình phải quay đầu này là qua bên Đại An nha. À, cấm tông sông rồi, ở đây là phà đi đâu, họ đi đâu? Qua bên Đại An. Vậy là phà đi Đại An. Đó, thôi bây giờ đây là quay đầu trở về, quay đầu ô tô về bến đò Hiếu Liêm. Rồi hành trình quay trở về. Đúng rồi hành trình quay trở về thôi, giờ quay ngược trở về đây. Chối à. Quay được cảnh là thiên nhiên coi. Ok. Nói chơi trên miền Đông đi vòng vòng những cái tỉnh này tỉnh kia gì vô ấy nó cũng đỡ, nó thoáng hơn ở dưới Cà Mau. À, thoáng ở miền Tây, Tây bây giờ chật quá rồi. Chật quá, cái đường nhỏ không. Giờ miền Tây phát triển bây giờ đông quá, chật. Với cái đường nó đi nhỏ quá. Hôm bữa Bình nó dẫn em vô trong chỗ bà già vợ nó mà ở dưới tuốt, có dưới dân miên cái gì, Kinh 17 á chứ. Chứ biết gì đó không? Kinh 17 là ở đâu? Kinh 17 mà gần ở dưới Năm Căn á. Ở trên cái ở dưới khu vực cái tròn á. Trời đất ơi, đi cái đường bê tông bề ngang có 1 mét. Mà đi cái xe em là mới ghê chứ. Đi xe này nè. Vậy đó hả? Ừ. Còn xe này bò bò vậy. Đi tới dưới luôn. Trời ơi. Bò có những cái đường hẹp sao qua nổi. Thì bởi vậy. Vô hỏi đâu, nhà đâu. Tới đi anh, cái đậu xe ngoài đây. Đó. Là nhìn chứ nhìn mà cũng 12 giờ trưa nắng nha. Nhìn từ đó mà vô tới vườn cây trong đó là biết bao xa nha, loại bộ. Nè tụi này nè với Hồng nữa, bạn Hương á, đội bộ vô tới vườn cây đó, qua hai cái nhà của ông kia đó, rồi bắt đầu mới qua cái kinh 17 đó. Trời đất ơi, mới tới nhà bà vợ đó. Là đó vợ nuôi tôm đi. Ờ nuôi tôm không, má nó sắm vợ công nhận ở trong đó dữ dằn thiệt. Sao mà đi vô được sắm vợ trong đó. Đây bắt đầu lên dốc nè. Lên dốc rồi đó. À. Lên dốc căng luôn rồi đó. Ờ, cái này lên dốc mà đi bộ thôi thôi chắc đó, là. Đó em mà chưa em đi bộ lên dốc này đây nè. Mà còn nhìn đói nữa chứ mới ghê chứ. Xuống dốc thì ok chứ còn lên dốc là đi không nổi luôn á. À. Rồi bây giờ quay trở qua là đập thủy điện Trị An. Mấy cái dốc này mà ông nào mà đi không quen là rớt số đứng xe giữa đường trôi xe. Dốc quá mà. Tại vì nó gắt. Mấy thằng này nó thấy đây đẹp, nó mới dừng lại, nó chụp hình đây. Ồ, à. Oh, bên đây người ta xây gì đây? Đâu, cái trạm điện đó. À, cái trạm điện Thủy An đó hả? Ừ. Đó. Vậy hả? Cái tu bin này phát qua cái trạm đó, bắt đầu nó mới phát về dưới kia. Vậy sao? Đi từ từ thôi. Mình mới dừng lại là cái thằng bảo vệ nó bị chửi. Ừ, thôi không. Cho nên cả đó mình cứ đi từ từ, mình đi xuống chậm giống chậm như thôi. Kia. À. Thôi được rồi, mình đi mình tham quan thôi. Hồi trước bảy thêm nó còn làm là em chui vô nhà máy để em chơi luôn á.
Thôi mình đi chậm chậm thôi. Tới đây được rồi, đi tham quan nè. Đó này, có cầu thang đi bộ như đó nè. Ở đây là cái trạm mà kỹ sư làm gì ở đây. Cầu thang vô tận. Cái này thủy điện Chị An. Thủy điện Chị An. Ở đây là quá lớn luôn. Người thì có. Cầu thang vậy. Cầu thang. Cầu thang đó, chắc đi mấy mét luôn. Cái khu vực này nè, khu vực này là khu vực cấm. Không được đậu xe. Stop. Đằng trước có cái bảng stop à. Stop thì dừng lại ba. Stop là dừng lại thì mình dừng lại đi. Cái này cái bảng này dừng lại ngày xưa để là kiểm tra coi như là ở trong rừng trong ấy này kia ra, mà bây giờ giống như kiểm lâm vậy đó. Đúng rồi, giờ nó nghỉ kiểm rồi. Ở đây là cái chốt các chú bảo vệ, ở đây là không được đứng lại quay phim chụp hình gì hết. Tại vì ở đây khu vực của các kỹ sư làm việc nơi nghiêm cấm. Trời ơi kia thung lũng rồi. Nghiêm cấm gì mình nói. Thung lũng. Rồi thôi, quay về. Hết hành trình đi qua là đập đi qua Má Đà. Thủy điện Trị An. Bây giờ mình đi ngược qua Má Đà. Sơn Cước Anh Hùng Vạn. Mã Báo Miền Lai Kiến Thái Bình. Rồi tiếp tục hành trình. Trước cái đường này làm đâu có xe chạy, có bạn nó có chiếc xe mà xe cốc chạy Đức Di Sơn luôn.